Hi student, cô chào các em. Hôm nay cô trò chúng ta lại tiếp tục bài số 11 của mình nhé. Now, let's continue unit 11, traveling around Vietnam. And today we study lesson 4, language focus. Đây, cô mời các bạn mở sách ra trang 108 và 109. Thì nội dung language focus chúng ta ngày hôm nay, nội dung thứ nhất sẽ là phần the participle. Thì the participle nó gồm có present participle, tức là hiện tại phân từ, với dạng verb in, tức là động từ nguyên mẫu thì mean. Và thứ hai đó là past participle, quá khứ phân từ với cấu trúc là verb ed hoặc là verb be. Now look at the example. The man is my teacher. He is standing over there. Thì các bạn sẽ thấy hai câu này, chúng ta sẽ kết hợp rút gọn hai câu này lại thành một câu bằng cách sử dụng cái present participle hiện tại phân từ. Now look at the sentence. The man standing over there is my teacher. Vậy thì cách chúng ta kết hợp đó là các bạn thấy he chính là thay thế cho the man của câu trước, cho nên chúng ta sẽ bỏ đi. Is là động từ to be, chúng ta cũng sẽ bỏ đi. Chúng ta chỉ giữ lại dạng verb in, chính là dạng của present participle. Nó sẽ, cái phần present participle này nó sẽ có cái chức năng là giải thích cho cái danh từ đứng đằng trước, làm rõ nghĩa cho danh từ đó hơn. Người đàn ông là giáo viên của tôi, nhưng mà người đàn ông nào? Chúng ta muốn biết cụ thể cái người đang đứng đằng kia kìa. Vậy thì chúng ta sẽ giải thích rõ cái người đàn ông mà đang đứng đằng kia kìa là giáo viên của tôi. Now look at the example 2. The toys are cheap. The toys were made in China. Thì các món đồ chơi rất là rẻ. Những cái món đồ chơi đó được sản xuất ở Trung Quốc. Thì bây giờ chúng ta sẽ kết hợp hai câu này lại. Thì hai câu này không dùng present participle nữa mà chúng ta sẽ sử dụng past participle, là bởi vì quá khứ phân từ ở đây nó có xuất hiện trong câu số 2. The toys made in China are cheap. Những món đồ chơi rẻ thì những món đồ chơi nào? Chúng ta làm rõ ra những món đồ chơi được sản xuất tại Trung Quốc. Rồi, vậy thì quan sát lại ví dụ 1 và ví dụ 2, các bạn sẽ thấy sự khác nhau của nó đó là gì? Ở ví dụ 1, hiện tại phân từ verb in nó sẽ mang ý nghĩa chủ động trong câu. Và ở ví dụ 2, quá khứ phân từ với verb ed hoặc verb be thì câu nó sẽ mang nghĩa là bị động. Nào, có mời các bạn nhìn lại hai ví dụ một lần nữa, nắm cho thật chắc cái cách chúng ta kết nối, rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành làm bài tập các em nhé. Rồi bây giờ cô mời các em nhìn vào sách giáo khoa trang 108. Thì ở bài tập này người ta chỉ cho mình hình và tên của nhân vật trong hình, và người ta yêu cầu chúng ta sẽ diễn đạt lại các nhân vật đó là người nào, đang làm cái gì. Ví dụ như câu ở bên dưới hình, các bạn thấy có câu là The boy reading a book is bad. Vậy thì bây giờ để dễ cho các bạn làm bài thì cô đưa ra cho các bạn những gợi ý sau đây. Các bạn nhìn từ câu 1 đến câu 6. Ở câu 1 thì cô gợi ý cho các bạn là walking Mr. Wang, tức là đi bộ ông Quang. Vậy thì chúng ta nhìn vào hình, chúng ta sẽ nhìn thấy nhân vật trong hình là ông Quang, ông ấy đi bộ đi lên cầu thang, đúng không? Vậy thì câu này cô sẽ làm mẫu cho các bạn nhé. The man walking up the stairs is Mr. Quang. Thì walking ở đây chính là present participle hiện tại phân từ, để làm rõ nghĩa cho cái danh từ the man đứng đằng trước. The man is Mr. Wang. Người đàn ông là ông Wang. Thế người đàn ông nào? Walking up the stairs. Cái người mà đang đi lên cầu thang. Rồi, bây giờ các bạn đã hiểu cách chúng ta chuyển đổi, viết những cái từ gợi ý này thành một cái câu hoàn chỉnh.
Bây giờ cô mời các bạn tiếp tục làm cho cô từ câu 2 đến câu 6 các bạn nhé. Now you have 2 minutes. Are you ready? Now let's check your sentences. Number 2, carry in Miss Liên. Mang cái gì đó, cô Liên. Vậy chúng ta sẽ thấy người ta gợi ý the woman, người phụ nữ như thế nào. The woman carrying the white bag is Miss Liên. Cái người phụ nữ đang mang cái túi sách màu trắng là cô Liên. À, thì carrying ở đây chính là present participle. Number 3, talking nam, gợi ý là the boy. The boy talking to Miss Liên is nam. Cái cậu bé mà đang nói chuyện với cô Liên là nam. Thì các bạn nhìn vào hình thấy đúng không nào? Number 4, sitting bar. The boy sitting under the tree is ba. Cái cậu bé đang ngồi dưới cái cây là bạn ba. Number 5, standing lamb. The girl standing by the table is lamb. Number 6, playing Nga and Hòa. The girl playing chess are Nga and Hòa. Đó là cô, các hai cái cô gái mà đang chơi cờ chính là Nga và Hòa. Vậy là chúng ta đã hoàn thành được bài tập số 1 ở trang 108 với việc sử dụng cái present participle để tạo thành câu hoàn chỉnh. À, bây giờ cô bà mời các bạn tiếp tục sang bài tập số 2 ở trang 109 các em nhé. Nào các bạn nhìn vào bài tập số 2 trang 109. Thì với cái gợi ý như thế này thì các bạn sẽ tương đối là khó mà làm được. Đã. Cho nên cô gợi ý cho các bạn rõ ràng hơn từ những cái hình ở trong tranh và những cái từ gợi ý thì cô gợi ý cho các bạn cụ thể hơn. Thì ở mấy phần này các bạn sẽ sử dụng những cái từ cô gợi ý ở đây để tạo thành một cái câu hoàn chỉnh và chúng ta sẽ sử dụng past participle, đó là quá khứ phân từ. Bây giờ chúng ta nhìn vào câu ví dụ số 1 cô làm nha. Từ gợi ý box chúng ta sẽ viết lại the box. Pen green. Thì cái past participle là phải có ed hoặc cột 3. Thì rõ ràng các bạn thấy động từ pen ở đây là động từ hợp quy tắc. Do đó các bạn sẽ sử dụng cho cô là ed. The box painted green is $1. Đó là cái hộp mà được sơn màu xanh thì giá $1. Thì rõ ràng các bạn thấy cái hộp như thế nào? Cái hộp được sơn. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng quá khứ phân từ mang nghĩa câu bị động các bạn nhé. Alright, now you have 2 minutes to do the sentences. Have you finished? Now let's check your answer. Number 2. The truck recycled from cans is $2. Thì động từ recycle là động từ hợp quy tắc, chúng ta thêm ed các em nhé. Number 3. The doll dressed in red is $2. Cũng vậy, động từ dressed chính là động từ hợp quy tắc. Number 4. The flowers wrapped in yellow paper are $1. Động từ wrapped ở đây cũng là động từ hợp quy tắc. Tuy nhiên, trước khi thêm ed thì các bạn nhớ gấp đôi phụ âm. Number 5. The toys kept
in glass cardboard box are $10. Thì ở đây động từ keep là động từ bất quy tắc, chúng ta đưa về cột 3 đó là kept. Nào, bây giờ các bạn sẽ làm thêm cho cô một số câu sử dụng cái present participle hoặc là cái past participle mà cô vừa hướng dẫn các em nhé. Câu số 1. The baby is crying for her mother. She's sitting in an armchair. Cái em bé nó đang khóc đòi mẹ. À, cô bé đó đang, em bé đang khóc đòi mẹ và cô bé đó đang ngồi ở trong cái ghế. Vậy thì cái yếu tố mà chúng ta phải lược bỏ đây chính là she ở câu số 2 và động từ to be. Rồi, cô làm mẫu cho các bạn. Number 1. The baby sitting in an armchair is crying for her mother. Now, chúng ta tiếp tục. Number 2. The road is very narrow. It joins the two villages. Cái con đường thì rất là hẹp. Nó nối hai ngôi làng lại. Vậy con đường nào hẹp? À, chúng ta sẽ kết nối hai câu lại. The road joining the two villages is very narrow. Cái con đường mà kết nối hai ngôi làng thì nó rất là hẹp. Now number 3. Do you know the man? The man is talking to Tom. Bạn có biết người đàn ông? À, người đàn ông nào? Người đàn ông đang trò chuyện với Tom. Vậy thì hai câu này chúng ta liên kết lại. Do you know the man talking to Tom? Nào, cô mời các bạn làm những câu tiếp theo. Now, you have 2 minutes to complete sentence 4, 5, and 6. Alright, now check your answer. Number 4. The window broken last night has been repaired. Thì ở đây chúng ta thấy cái it ở câu số 2 nó là the window của câu số 1, do đó chúng ta bỏ đi, bỏ luôn động từ to be, chúng ta chỉ giữ lại be, đó là broken. Now number 5. The taxi taking us to the airport broke down. Ở đây vế thứ 2 it là thay thế để taxi, vế thứ nhất chúng ta bỏ đi, bỏ luôn động từ to be các em nhé. Number 6. A bridge built only 2 years ago has been declared unsafe. Thì it ở câu số 2 cũng là thay thế cho a bridge ở câu số 1, chúng ta bỏ, đồng thời bỏ luôn to be was. Giữ lại past participle built. Cái cây cầu được xây dựng chỉ mới có 2 năm trước, has been declared unsafe, tức là được người ta tuyên bố là nó không an toàn. Now, you have another task. You need to rewrite the following sentences. Remember to use present participle or past participle. Now, you have 3 minutes to finish your task. Bây giờ thì cô có 8 câu. Thì các bạn sẽ kết nối các cặp câu lại. Ví dụ câu số 1, ta kết nối hai câu này lại thành một câu. Và các bạn sẽ tự quan sát xem mình sẽ dùng present participle hay past participle để mà kết nối câu lại với nhau các em nhé. Ở bài tập trước thì cô gạch chân gợi ý cho các bạn, nhưng ở bài này thì các bạn tự nhìn và tìm ra cho cô xem câu nào thì dùng present participle và câu nào thì dùng past participle. Now let's start.
Are you ready? Now, let's check your answer. Number one. The boy living next to my door is my friend. Rồi các bạn, chúng ta thấy ở câu số 1, the boy is my friend, cậu bé là bạn tôi. Cậu ấy sống gần kế bên nhà tôi á. Vậy thì cái chủ từ he của vế 2 tương đương với the boy chúng ta bỏ nè, to be bỏ nè, và chúng ta còn giữ lại living trở thành là present participle. Number 2. The teacher wearing a blue jacket teaches us math. Cái người giáo viên dạy chúng tôi môn toán. Thế là người giáo viên nào? Chúng ta giải thích ra. The teacher wearing a blue jacket. Cái người mà mặc cái áo khoác màu xanh. Number 3. The boy bitten by a dog is my cousin. Cậu bé là người cậu, em họ của tôi. Thế cậu bé nào? Chúng ta giải thích ra. Bitten ở đây là past participle. Number 4. The garden is watered every morning. Cái khu vườn được tưới mỗi buổi sáng. It is full of flowers. Nó đầy hoa, tức là nó rất nhiều hoa. Vậy cái khu vườn nào? Chúng ta giải thích ra. The garden watered. Watered ở đây chính là past participle. Do đó các em lưu ý, không phải cái phần past participle hoặc là present participle nó đều nằm ở vế thứ hai hết các em nhé. Nó có thể nằm ngay vế thứ nhất giống như câu số 4 này. Number 5. Giống như câu số 4 chúng ta sẽ thấy the cat is sitting on the table. It is white. Thì chúng ta viết lại the cat sitting on the table is white. Thì cái thành phần present participle sitting nó nằm ngay trong vế 1 các em nhé. Number 6. The vase broken yesterday was my favorite one. Number 7. The book is lying on the bookshelf. It is about geography. Thì ở đây cũng giống như câu số 4 và số 5 thì cái thành phần present participle nó nằm ngay vế thứ nhất các em nhé. The book lying on the bookshelf is about geography. And number 8. The man arrested by the police last week is my friend's father. Tương tự như câu số 7, thành phần past participle arrested nằm ngay trong vế thứ nhất. Thì đến đây chúng ta vừa luyện tập được khá nhiều câu về present participle và past participle. Nào bây giờ cô mời các em sang điểm ngữ pháp thứ hai trong bài focus hôm nay nào. Nào, điểm ngữ pháp thứ hai của bài chúng ta hôm nay đó chính là câu request. Tức là lời đề nghị, các em xem coi có quen thuộc không nào. Would you mind opening the window? Would you mind if I took a photo? Do you mind if I take a photo? Nhìn vào ba ví dụ này thì các em thấy rằng nó khá là quen thuộc đúng không? Bởi vì cô đã giới thiệu nội dung này ở phần lesson 2 của mình, đó là phần speak. Thì hôm nay cô chỉ nhắc lại thôi ha. Nhìn vào ba ví dụ này chúng ta nhớ lại cái cấu trúc của nó. Đó là sau would you mind hoặc do you mind chúng ta có động từ nguyên mẫu thêm in. Còn sau would you mind if I thì chúng ta sử dụng past simple, tức là hình thức quá khứ. Verb ed hoặc là verb cột 2. Còn sau do you mind if I thì các bạn sẽ sử dụng present simple, tức là verb ở dạng nguyên mẫu. Nào, bây giờ cô có các câu bên dưới. Các bạn sẽ tiến hành viết lại các câu này cho cô, bắt đầu bằng cái gợi ý. Để người ta gợi ý và do thì mình sẽ viết tiếp là do you mind. Nếu người ta gợi ý would thì có thể là would you mind. Còn sử dụng
Do you mind? Rồi có if I hay không? Thì các bạn nhìn vào câu của người ta cho. Các bạn nhìn vào câu số 1. Can you take me a photograph? À, bạn có thể chụp giùm tôi một tấm hình không? Thì khi chúng ta viết lại, chúng ta sẽ viết như sau. Do you mind taking me a photograph? Tức là phiền bạn chụp giùm tôi tấm hình. À, vậy thì với câu mà có chủ từ gợi ý trong câu người ta đưa ra là you, thì mình sẽ chỉ dùng do you mind hoặc would you mind thôi. Nhưng các bạn nhìn xuống câu số 5. Can I use your headphone? À, vậy thì đối với câu mà người ta gợi ý, cái câu của người ta chủ từ là ai, thì lúc đó các bạn sẽ sử dụng là do you mind if I, hoặc là would you mind if I. Rồi, các bạn nhớ lại bài và cấu trúc cô vừa nhắc lại lúc nãy để chúng ta hoàn thành bài tập này nhé các bạn. Now you have 3 minutes. Have you finished? Let's check your answer. Number 2. Would you mind waiting a moment? Number 3. Would you mind turning down the TV? Number 4. Do you mind making some tea? Number 5. Do you mind if I use your headphone? Thì các bạn thấy câu số 5 chúng ta sử dụng là do you mind if I. Number 6. Would you mind if I carry your luggage? Number 7. Would you mind if I borrow your newspaper? And number 8. Would you mind if I borrow? Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã vừa nhắc lại cấu trúc của câu đề nghị với do you mind, would you mind, do you mind if I, would you mind if I. Để các bạn một lần nữa cố gắng là ôn và học thật kỹ cái cấu trúc của câu đề nghị này nhé. Các em thân mến, bài Language Focus chúng ta hôm nay có hai nội dung, thì các em cố gắng ở nhà ôm thật kỹ cho cô. Thứ nhất đó là present participle và thứ hai đó là past participle. Bên cạnh đó thì các em cũng nhớ ôm kỹ lại cái cấu trúc của câu đề nghị với mày. Trong quá trình ôn tập thì các bạn vẫn còn thấy có vấn đề gì thắc mắc thì cứ liên hệ với cô theo cái địa chỉ email bên dưới các bạn nhé. Bài số 11 của chúng ta kết thúc, cũng có nghĩa là chúng ta sắp làm bài kiểm tra một tiết. Vậy cho nên bên cạnh việc ôn tập bài số 11, các em nhớ ôn lại toàn bộ nội dung từ bài số 9 ha, đó là gồm bài 9, 10 và 11 để chuẩn bị cho bài kiểm tra tiết. Now, goodbye. See you next week.